Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gamefinity. Thì ở trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trò là ASBO Word ha. Nó là một cái game chúng ta có thể chơi được ở trên điện thoại và chúng ta sẽ kiếm được tiền từ nó ha. Thì đây là cái phần video về cái gameplay thực tế mà chúng ta chơi. Đây. Đó, thì ở trong cái game này các bạn sẽ điều khiển cái nhân vật của mình, các bạn đi chiến đấu với người chơi khác, các bạn làm những cái nhiệm vụ, các bạn săn quái ha. Đó, thì nó nhìn sơ qua thì nó rất là giống so với những cái game võ lâm, những cái game mobile hiện nay mà chúng ta chơi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đây là chúng ta sẽ chơi nó ở trên blockchain, chúng ta sẽ kiếm được tiền và sẽ có rất là nhiều người họ chơi cùng chúng ta. Rồi, ở đây là một vài cái tài liệu về những cái hình ảnh thực tế trong game ha. Đây. Đó. Thì các bạn sẽ chơi nó ở trên hệ điều hành iOS hoặc là Android. Các bạn nhìn thấy là cái đồ họa trong game rất là đẹp ha. Do cái video này có lẽ là chất lượng của nó kém quá cho nên là nhìn nó hơi xấu, nhưng mà về cái phần ở đây ha, chúng ta sẽ thấy được là cái đồ họa rất là đẹp. Rồi, thì đây là cái website của dự án nè. Bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái điểm nổi bật về cái dự án Aspo này cho các bạn ha. Rồi, thì đầu tiên là hiện tại á, ngay thời điểm là video này nó vẫn chưa có ra game ha. Còn về cái token của nó thì nó đã ra rồi. Các bạn có thể xem giá nó đây ha. Còn ai mà các bạn muốn mua, các bạn có thể là nhấn buy ở trên PancakeSwap ở đây. Nó có hiện contract luôn rồi. Rồi thì hiện tại giá của cái token là Aspo này á, nó có khoảng chừng là 1 đô. Đây, thì sau này nếu như các bạn xem cái video này của mình thì cái giá token nó có thể lên hoặc là xuống, cái đó là chuyện bình thường ha. Cái đó là do thị trường họ quyết định chứ không phải là do cái mình làm video mình kêu các bạn mua vào ha. Đó thì các bạn nên cân nhắc nếu như các bạn có ý định là các bạn muốn đầu tư và chơi cái dự án Oddball này. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu một vài tính năng. Thì ở trong game này chúng ta sẽ nhập vai vào một trong ba class sau. Đầu tiên là các bạn đây nè, các bạn sẽ nhập vai vào chiến binh nè, thợ săn hoặc là phù thủy ha. Và sau khi mà các bạn đánh tới một cấp độ nào đó, đây đây các bạn đánh tới một cái cấp độ nhất định ha, các bạn sẽ được nâng cấp. Tức là giả sử như các bạn chơi với cái tộc chiến binh đi ha, sorry các bạn ha, các bạn chơi với cái tộc hunter này, cái tộc thợ săn á, thì sau khi bạn lên cấp độ rồi, các bạn sẽ được chọn hai cái hướng phát triển tiếp theo đó. Thì mỗi một cái tộc, một cái hệ như vậy, nó sẽ cho các bạn chọn hai cái đường phái, hai cái đường hướng để các bạn chơi tiếp ha. Đây thì bên đây là phù thủy, nó sẽ có hai cái đường để các bạn phát triển tiếp ha. Rồi, đây là cái tộc chiến binh nè. Ở đây thì các bạn sẽ thấy được là nó có những cái phần như là kỹ năng này nọ ha. Thì ở đây mình không rõ là nó có ghi kỹ năng của tất cả hay không thì mình không thấy, nhưng mà khi mà vào game thì chúng ta sẽ cùng nhau mò về những cái này hơn. Rồi, về cái token chính của dự án này là cái token ASBO này ha. Đó. Thì cái phần token này, các bạn hãy xem ở đây. Ở đây thì nó đã list cho các bạn là những cái phần về allocation nè. Thì các bạn có thể xem tất cả đây ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay trở về với cái trang chủ của nó. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ xem về cái roadmap đi. Thì hiện tại là vào quý 4 của 2021, nó đã mở bán cái token rồi. Và chuẩn bị trong thời gian tới nó sẽ cho ra mắt cái game để mà chúng ta chơi luôn. Nhưng mà thời gian cụ thể và ngày nào thì mình vẫn chưa biết ha. Thì các bạn có thể follow cái Twitter của cái dự án này ha. Thì mình sẽ mở ở đây. Rồi, mình mở cái Twitter của nó đây ha. Đây, thì hiện tại là nó vẫn chưa thông báo cho nên là các bạn có thể follow cái Twitter của nó, các bạn nhận thông báo. Ngoài ra các bạn có thể là tham gia vào cộng đồng của Gamefinity bọn mình, thì link tham gia mình sẽ để bên dưới phần mô tả này. Thì khi mà cái dự án game này nó ra mắt trên mặt chơi á, mình sẽ thông báo và cập nhật những cái phần quan trọng cho các bạn hơn. Rồi, mình sẽ trở lại trang chủ của nó đây. Đâu rồi, đây ha. Về cái roadmap của nó sẽ cho chúng ta chơi tiếp nè, và sau đó nó sẽ làm ra cái marketplace để mà chúng ta có thể trao đổi nè, mua bán với những người chơi khác trên đây. Rồi sang cái phần quý 1 của 2022 thì nó sẽ cho ra mắt những cái tính năng như là các tournament ha. Rồi sang quý 3 thì sẽ IEO và cho ra mắt cái version tiếp theo. Rồi về những cái đội ngũ phát triển của nó thì các bạn có thể thấy đây, đa phần là những người Việt Nam ha. Và ở đây có cái anh Thi Trương này, anh ấy lại là
Adventure của dự án này, và hầu như tất cả những cái dự án về game RT, game live của Việt Nam á, mình đều thấy cái anh này ha. Rồi về backer thì có IT Lab ở đây. Rồi về những cái partner thì các bạn thấy là có rất là nhiều ha, những cái cộng đồng bên ngoài nè, những cái quỹ đầu tư cũng như là những cái tổ chức ở trong cái thị trường crypto này. Đó. Còn dưới đây là những cái phần tin tức rồi những cái chương trình Airdrop này nọ thôi. Nếu như các bạn có thời gian rảnh á, thì các bạn có thể là tham gia những cái phần này để mà các bạn tranh thủ kiếm tiền hơn. Rồi, về hiện tại cái game này vẫn chưa có gì để mà chúng ta có thể kiếm được tiền ngoài cái việc là chúng ta sẽ mua cái token nó chúng ta hold. Thì cái việc quyết định mua cái token hold thì nó sẽ là cái hành động đầu tư ha, cho nên là các bạn nếu như các bạn có ý định mua thì các bạn nên cân nhắc thật là kỹ về cái quyết định mua các bạn. Bởi vì trong video này mình làm không phải là để kêu gọi các bạn mua cái token của dự án ha. Bởi vì trong tương lai nó có thể lên xuống thì cái điều này là mình không có đảm bảo với các bạn được ha. Ok, thì mình sẽ cùng các bạn chờ đợi cái dự án game này ra, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem là nó có cái gì hay. Bởi vì mình thấy là ở rất là nhiều cộng đồng cũng là những cái người quen của mình á, các bạn rất là thích cái tựa game này và các bạn nói với mình là game này mình có chơi hay không, nhưng mà hiện tại game nó vẫn chưa ra mắt ha. Cho nên là mình sẽ đợi nó ra rồi mình sẽ chơi. Thì cái token này mình cũng đã mua đâu đó một ít rồi, thì mình sẽ hold đủ để chơi thôi chứ mình không có đầu tư quá nhiều tiền vào những cái dự án game ha. Ok, thì đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái dự án là Aspo World này. Và đừng quên tham gia cộng đồng của Game Fenty bọn mình ha. Ở trong đây thì bọn mình chuyên cập nhật và chia sẻ những cái dự án về game NFT. Nó không chỉ đơn giản là cái trò Aspo World này đâu, nó sẽ có rất là nhiều những cái dự án hay khác ở bên ngoài. Và nếu như mình thấy cái nào hay, cái nào có cơ hội để chúng ta kiếm được tiền á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cộng đồng của Game Fenty. Và bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo ha.